Chào mừng các bạn đến với video review của công nghệ nhật.com. Và bên cạnh mình đây là một chiếc quạt kết hợp lọc không khí của LG mang model FS15GP GF0. Và chiếc quạt này có 3 màu sắc: màu trắng, màu be và màu xanh lá. Và trong video này mình sẽ giới thiệu đến với các bạn màu xanh lá. Và ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu xem chiếc quạt này có gì đặc biệt nhé. Máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare sở hữu thiết kế đẹp mắt, tạo ra làn gió tự nhiên trong một vẻ ngoài tinh tế và hiện đại, giúp nâng tầm mọi không gian. Chân đế lớn có khả năng đứng vững trên nhiều bề mặt sàn, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Máy có thiết kế theo chiều đứng, chân đế kích thước lớn nhất là 26,5cm, chiều cao là 112cm, sử dụng điện áp 220V, công suất tiêu thụ từ 35 đến 50W. Sử dụng cho phòng có diện tích lên đến 76m2, độ ồn vận hành của máy chỉ từ 23 đến 53dB. Bạn có thể dễ dàng sử dụng máy với màn hình LCD cùng với các nút điều khiển cảm ứng siêu nhạy, trực quan trên đỉnh tháp, cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh và cài đặt mà không cần phải cúi xuống để xem và tiếp cận, giúp người dùng dễ dàng thao tác. Quạt được trang bị điều khiển từ xa, tăng thêm sự sang trọng tiện lợi cho người dùng. Bạn có thể gắn được trực tiếp trên quạt mà không lo bị thất lạc. Máy có 3 màu sắc riêng biệt, đó là màu trắng, màu be và màu xanh lá. Máy được trang bị màn hình LCD, thông báo chất lượng bầu không khí, báo bụi mịn PM1.0, PM2.5 và hiển thị cấp độ quạt và các chế độ mình lựa chọn. Phía sau máy được cấu tạo một tay cầm giúp chúng ta di chuyển dễ dàng hơn. Phía bên dưới được trang bị bộ lọc HEPA 360 độ giúp lọc bụi thô, bụi mịn và cuối cùng là khử mùi. Kết hợp cùng với công nghệ UV Nano sẽ bắt giữ 99,9% bụi mịn giúp không khí trong phòng luôn trong lành, thoáng mát, loại bỏ vi khuẩn bám trên cánh quạt như một bước bảo vệ tăng cường. LG PuriCare có thể tùy chỉnh luồng gió theo ý với các chế độ gió khác nhau như gió trực tiếp, gió rộng hay gió phân tán giúp lưu lượng không khí sạch lưu thông khắp phòng, có góc xoay lên tới 140 độ. Máy được trang bị cảm biến bụi PM1.0 cực nhạy, phát hiện và cảnh báo để máy lọc các chất ô nhiễm trong không khí, đồng thời quá trình phát hiện và xử lý không khí ô nhiễm được hiển thị trực quan trên màn hình LCD. LG PuriCare được trang bị động cơ quạt vận hành êm ái. Ở chế độ tiêu chuẩn, máy sẽ thổi ra luồng không khí nhẹ nhàng, dễ chịu, mang đến không gian yên tĩnh cho căn phòng, không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người sử dụng. Bạn có thể kết nối và theo dõi chất lượng không khí qua smartphone. Khi kết nối với điện thoại, màn hình sẽ hiển thị chất lượng không khí, độ ẩm và nhiệt độ trong phòng theo thời gian thực. Người dùng có thể điều khiển sản phẩm ở bất cứ đâu. Như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu đến với các bạn một chiếc máy lọc không khí kết hợp quạt điện của LG PuriCare 2-trong-1. Một sản phẩm quá hoàn hảo đúng không nào, vừa có thể làm mát và vừa có thể lọc không khí. Và nếu bạn còn quan tâm tới sản phẩm hay là cần giải đáp thắc mắc, các bạn có thể truy cập vào website congnhat.com hoặc lệ tới hotline miền Bắc 088 6767 888 hoặc hotline miền Nam 081 6767 888 để được hỗ trợ. Khi đến với Công Nghệ Nhật, các bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí giao hàng trên toàn quốc và được hỗ trợ miễn phí giao hàng nhanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 1 cho đến 2 giờ. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.